Mình rất ít khi review máy ảnh, nhưng các bạn hãy cùng mình xem là chiếc camera bé xíu này có thể làm được những gì nhé. Trời Hà Nội thì đã bắt đầu chuyển sang mùa hè và đây là một cái thời tiết cực kỳ thích hợp để mọi người có thể ra ngoài và quay vlog. Thế là ngày hôm nay mình sẽ đi ra ngoài uống cà phê, ăn bánh chiêu chiêu và mình sẽ test thử chiếc máy Sony ZV-1 Mark II này để cho mọi người xem là chất lượng quay vlog từ nó sẽ như nào nhé. Đi thôi! Nếu nhu cầu của bạn là quay video ngắn này, thường xuyên phải quay vlog này, rồi chụp ảnh cá nhân, chụp ảnh lifestyle để có thể đăng lên các cái mạng xã hội như Instagram hay Threads. Nếu như các bạn thích một chiếc máy nhỏ gọn, không cần phải quan tâm quá nhiều đến ống kính, đấy mình hoàn toàn có thể bỏ túi được, bỏ vào trong túi sách, rồi bỏ vào trong túi áo để mang ra ngoài quay vlog được. Thì đây, chiếc máy Sony ZV-1 Mark II này chính là chiếc máy mà các bạn đang tìm kiếm. Chào các bạn, mình là Hà Nắng, mình là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh sản phẩm, đồng thời là một nhà sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội. Kênh YouTube này được xây dựng với mục đích giúp các bạn có thể chụp ảnh đẹp hơn và quay video đẹp hơn. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chiếc máy ảnh chuyên dành cho vlogger, đấy là chiếc máy Sony ZV-1 Mark II. Hãy cùng mình khám phá xem trong chiếc máy này có những cái gì đặc biệt nhé. Có 3 lý do mà mình rất là thích chiếc máy này. Và kể cả khi mà mình đã có rất là nhiều máy quay chuyên nghiệp rồi thì mình vẫn muốn bổ sung nó vào những cái món đồ công nghệ của mình. Thứ nhất, đấy là chiếc máy này dường như nó sinh ra cho cái việc quay vlog các bạn ạ. Dù nó chỉ là một chiếc máy nhỏ xíu nhưng mà nó có thể quay được 4K, chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét, có thể quay được 120p, mình có thể tạo ra những cái thước phim slow motion. Và cái điều mình thích nhất ý, đấy là nó có thể quay được S-Log. Nếu như các bạn làm quay phim chuyên nghiệp, các bạn đã từng tiếp xúc với máy quay chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết đến cái định dạng S-Log này. Đó, tức là mình sẽ quay cái file nó thô một chút và về mình sẽ chỉnh màu. Cá nhân mình thì rất là thích những cái vlog theo kiểu hơi hướng mà nó hơi điện ảnh một chút, hơi cinematic một chút. Và khi mà mình quay S-Log thì về mình sẽ dễ dàng hơn trong cái việc hậu kỳ, ép những cái nút màu phim vào giúp cho thước phim của mình trông đẹp hơn. Thế còn nếu như các bạn không biết về S-Log, không biết về quay phim chuyên nghiệp và cũng không biết chỉnh màu nhiều thì cũng không sao cả, bởi vì cái màu gốc của cái máy này quay ra nó đã rất là xinh rồi. Và ngoài ra thì nó còn có thêm những cái cinematic look mình có thể ép trực tiếp giống như là filter có sẵn ở trong máy ấy. Ép vào thì khi mà mình quay nó cũng ra những cái kết quả trông rất là điện ảnh, rất là đẹp. Video này thì được tài trợ bởi DOF Zone, một đơn vị rất là uy tín chuyên cung cấp các thiết bị máy ảnh này, máy quay này, cũng như là các thiết bị quay phim khác. Mình thì cũng đã mua rất là nhiều các cái sản phẩm chụp ảnh quay phim ở đây rồi. Hiện tại thì DOF Zone đang có một cái chương trình ưu đãi khá là tốt cho cái sản phẩm Sony ZV-1 Mark II này, thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận nhé. Tiếp đến là chiếc ống kính mà gắn liền với chiếc máy này thì nó có một cái giải tiêu cự rất là đẹp, phù hợp cho các bạn mà quay vlog, đó là 18-50mm và cái f đi kèm là 1.8-4. Thì với cái giải tiêu cự này các bạn hoàn toàn có thể quay những cái shot rất là rộng. Đấy, shot phong cảnh, người ngồi giữa phong cảnh, cho đến những cái shot cận hơn, những cái shot b-roll chi tiết. Và khi mà mình về mình sắp xếp vào một cái vlog thì trông nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và chỉ với một chiếc máy quay bé xíu thôi, mình không cần phải có những cái máy quay chuyên nghiệp, rồi mình đổi những cái ống kính, thử những góc quay khác nhau, mà mình chỉ cần một chiếc máy bé siêu siêu thôi là mình đã có những cái vlog rất là chuyên nghiệp rồi. Cái mic tích hợp ở trong chiếc máy này thì cũng rất là hay. Nếu như trong trường hợp mà các bạn chỉ quay trong nhà thôi, sản xuất video ngắn thôi, trong những cái môi trường mà nó ít tiếng ồn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc mic trực tiếp này cũng rất là ok. Bởi vì chiếc máy này rất là nhỏ và rất là nhẹ, dễ mang đi, nên các bạn chỉ cần lắp vào những cái tripod nhỏ di động thôi. Mình không cần phải mất tiền mua những cái chiếc chân máy quá chắc chắn hay là quá đắt tiền. Đấy, mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái monopod, những cái tripod mini gấp gọn để mình có thể mang theo trong quá trình mà mình đi chơi, đi du lịch hay là đi cà phê, đi ra ngoài để quay vlog. Và một trong những cái đặc điểm chung của tất cả những chiếc máy đến từ nhà Sony, và nó cũng có chiếc máy ZV-1 Mark II này, đấy là cái khả năng lấy nét auto cực kỳ tốt. Kể cả khi mà các bạn đi ngoài trời, mình đi liên tục,
chiếc máy nó cũng sẽ lấy nét liên tục vào mặt mình. Hay là khi mà mình ngồi nói, mình thay đổi vị trí của mình trong khung hình thì cái khả năng lấy nét của chiếc máy này vẫn rất là tốt. Và đây là một trong những cái điểm mà mình cực kỳ thích. Đặc biệt là các bạn mà làm solo creator, tức là chỉ có một mình thôi quay mọi thứ ấy, thì cái chức năng này sẽ giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về chuyện mình sẽ có những thước phim out nét cả. Một cái điểm mà mình nghĩ là các bạn nữ giống như mình rất là thích, đấy là chiếc máy này có chức năng beauty. Nó sẽ có khả năng làm cho da mặt của mình đẹp hơn, trông mình sẽ xinh hơn. Nếu như ngày hôm nay mình ra đường mình cảm thấy là mình make up không được tự tin cho lắm, mình cảm thấy là hôm qua mình ngủ dậy muộn nên là da mình hơi xấu một tí, thì mình chỉ cần bấm một nút thôi và da mình sẽ mịn màng, mượt mà và trông mình sẽ tươi tắn hơn rất nhiều. Ngoài ra thì nó có một chức năng nữa, đấy là ND filter. Thì nếu trong trường hợp là các bạn ra ngoài, các bạn quay ngày hôm đấy trời quá sáng, quá nắng gắt, thì hoàn toàn là các bạn có thể bật cái chức năng này lên. Nó sẽ cắt bớt ánh sáng cho khung hình và giúp chúng ta có những cái thước phim chất lượng hơn. Lý do thứ hai khiến cho mình thích chiếc máy này, đấy là nó có một cái thiết kế quá là tuyệt vời. Khi mà mình cầm chiếc máy này trên tay ý, thì cái cảm nhận của mình nó gói gọn trong 3 từ, đấy là nhỏ nhắn, xinh xắn và xịn sò. Cái chất liệu của nó, cái kích thước và cái cảm giác cầm nắm của nó rất là tốt. Mình có thể đút vào trong túi sách, đút vào trong túi áo mình mang đi cực kỳ gọn gàng. Hệ thống nút bấm của nó rất là dễ sử dụng, kể cả khi bạn chưa bao giờ tiếp xúc với máy ảnh nhé. Bạn nhìn bạn cũng có thể suy ra được là nút nào dùng để làm gì. Đấy, cái màn hình cảm ứng của nó cũng rất là tiện luôn. Và nó là màn hình lật. Đấy, nó lật ra lật ngang như này, để khi các bạn nói thì các bạn có thể nhìn trực tiếp mình trong khung hình như thế nào. Nó rất thuận tiện với các bạn mà thường hay quay vlog một mình. Cái màn hình cảm ứng này ý, có một cái điểm mà mình rất là thích, đấy là nó không bị ảo khi mà mình cho vào máy tính. Thường thì các bạn quay vlog sẽ có một cái nỗi lo, đấy là khi mà mình quay ra thì trên cái màn hình máy quay trông nó rất là xinh đúng không? Nhưng mà khi mà mình cóp vào máy tính thì nó không được đẹp như vậy. Thì trên chiếc máy này các bạn quay ra như thế nào, các bạn cóp vào máy tính hay là các thiết bị khác thì trông nó vẫn đúng như vậy. Với chiếc máy này thì mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài, đi cà phê, đi đến những cái nơi công cộng đông người, mình giơ lên mình quay và mình cũng không bị quá ngại so với cái việc là mình mang theo những chiếc máy chuyên nghiệp to và cồng kềnh. Và cuối cùng, đấy chính là chiếc máy này có một cái khả năng chụp ảnh cực xinh. Đây chính là những chiếc ảnh mà mình đã chụp ra bằng chiếc Sony ZV-1 Mark II này. Đó, nó có thể chụp những bức ảnh lifestyle, mình đi cà phê, mình đi chơi, mình chill một chút, mình chụp lại này. Hay là mình chụp ảnh cá nhân. Đấy. Có lẽ bởi vì nó là một chiếc máy ảnh sinh ra dành cho các bạn vlogger nên là cái khả năng chụp ảnh cá nhân của nó rất là tuyệt vời nhé. Mình cũng không chắc đâu, nhưng mà mình cảm giác là những chiếc ảnh chụp bằng chiếc máy này chúng mình ấy trông mình xinh hơn so với khi mà mình chụp bằng điện thoại hay là những cái chiếc máy chuyên nghiệp. Thì nó rất là thích hợp cho các bạn mà thích chụp ảnh, chụp hình cá nhân, chụp ảnh lifestyle đăng tải lên các trang như là Instagram hay là Thread. Bản thân cái tiêu cự 18-50 của nó cũng rất là phù hợp cho những cái bức ảnh lifestyle như vậy. Ngoài ra thì nó có một cái màn hình lật và kích thước của nó nhá. Nó có thể kết nối với điện thoại thì mình hoàn toàn có thể tự chụp được. Nó rất là thích hợp cho các bạn mà hay ở nhà set up studio rồi tự chụp ảnh bản thân ấy. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ những cái cảm nhận của mình và cách mà mình sử dụng chiếc Sony ZV-1 Mark II trong cái việc là mình quay vlog cũng như là chụp ảnh cá nhân rồi chụp ảnh sản phẩm vân vân. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì cho mình thì có thể để dưới phần bình luận nhé. Nếu như các bạn đang băn khoăn tìm một chiếc máy có chi phí hợp lý để có thể quay vlog thì các bạn có thể cân nhắc đến phương án này. Ngoài ra nếu như các bạn muốn chụp ảnh đẹp hơn, muốn quay video đẹp hơn thì cũng đừng quên like, subscribe và nhấn chuông kênh của mình để mình có thể cập nhật những cái nội dung về quay phim chụp ảnh cho mọi người hàng tuần luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.